Nãy giờ điện thoại đó đang livestream mà có điện thoại cho nên nó bị ngắt quãng nha mọi người. Bây giờ bắt đầu tiến hành dán niêm phong đây. Dấu bữa trước dán chà chưa ra hết nữa, trước nó bị mưa chờ nên phong tiếp. Đúng sai rồi đó thì bây giờ tôi cũng không biết tôi đúng hay tôi sai nữa, nhưng mà giờ ví dụ tôi sai thì qua cái sự không, việc chú này nói, chú là chú chỉ có vi phạm hành chính thôi chứ không có gì là không có vi phạm cái gì cũng được, nhưng mà cái quan trọng đó là tôi thấy thông tư 67 là rõ ràng là thông tư 67 năm 2019 luôn là quy định là cảnh sát giao thông phải công minh bạch công khai chuyên đề làm việc, nhưng mà ở đây tại sao là nói là người dân không được thông tư 67 còn ý đó chứ đâu đó mới ban hành đây chứ có lâu đâu, đúng không? Thì thôi thì bây giờ cái vấn đề này để tôi khiếu nại lên cấp trên để coi cái thông tư này nó sai hay là bên công an làm sai hay là tôi sai thì để tôi biết, đúng không? Mình biết cái sai của mình, nếu mà mình sai thì mai mốt mình sẽ không tái phạm, thì mình đi tuyên truyền cho người ta biết. Không cần tuyên truyền nha. Đâu, cái đó là tôi phải tuyên truyền cho người ta biết. Tài xế hiểu rõ. Tài xế là hiểu rõ. Không cần quay đâu, chú đi, chú tài xế chú quay rồi nè, không cần phải mình quay đâu. Chú quay rõ. Đó, đang niêm phong đây. Niêm phong khi nào mà chú biên bản chú lên trên công huyện đội cảnh sát giao thông công huyện không quản nha. Ok xử ok. Xong xử lý xong biên bản đó thì anh em sẽ giải quyết xe cho chú về. Không giải quyết không giải quyết tôi không quan trọng. Tôi cứ đúng là tôi làm à. Tôi cứ coi trong biên bản là đến ngày nào giải quyết thì tôi lên tôi giải quyết tôi đóng phạt. Còn cái chuyện ai đúng ai sai đó thì sau này mới biết. Qua cửa kia đi bạn ơi. À, được rồi. Rồi, niêm phong một cửa đã được dán. Ở đây niêm phong này có chữ ký của tôi luôn nha. Đó. Ở đây không có giống như ở trạm vé Thanh Lương, cũng là niêm phong cũng là lực niêm phong, nhưng mà ở đây là cũng vẫn giấy A4 y như ở Thanh Lương. Nhưng mà cái này là mộc của xã chứ không phải mộc của công an huyện mà cái này lại có chữ ký của tôi, cái của thằng Thanh Lương thì lại không có chữ ký, nhưng mà công an vẫn cho là đúng, giám đốc công an Bùi Sư Thắng vẫn cho là giải quyết của công an thị xã Bình Lộc đúng, cho nên rất tiếc là bữa nay là tại vì tòa án tối cao là ông Trương Hòa Bình là ổng hoãn lại tất cả các vụ án vì cái dịch bệnh Covid, chứ không có là cái vụ tôi với giám đốc công an tỉnh Bình Phước là chắc cũng ngã ngủ, còn không ngã ngủ thì chắc cũng lên tòa cấp cao rồi. Thôi thì giờ nó vô ngay cái thời điểm này phải chờ thôi. Rồi bây giờ chắc là một công hai việc luôn, xong cái vụ đó rồi tới cái vụ này luôn. Chứng tỏ là cái thông tư 67 của thông tư của Bộ Công an là không có giá trị đối với công an giao thông hướng quản.
Nói chung là mình yêu cầu tới chuyên đề người ta không có một cái chuyên đề gì hết chứ không có, mà người ta cứ một hai người ta rồi kiểm tra tải trọng, thì bây giờ muốn cân thì có cân đem tới mình cân mà đâu có ngại, cái cân thoải mái. Xe tôi là xe kiến sông điện nha, kiến hậu là kiến sông điện nha. Đó. Mai chiều này mà hư cái kiến này là không được nha. Kéo á, Dũng. Ông niêm phong thùng dầu á em? Dạ. Thùng dầu thùng bình niêm phong chứ. Nếu mai chiều mất bình nó không biết nữa, tôi buồn bồ tôi tháo một bình về tôi lo mất nữa. Tự vô tháo đi. Tôi không tháo mà sợ người khác vô tháo chứ. Đây nè, thùng dầu nè. Tại chú mới nói là chú vô nó buồn buồn chú vô tháo rồi. Ở đây có ăn rồi ta. Đó thấy không? Kiến sông điện nha, có dây điện lên đàng hoàng nè, đó. Mình niêm phong mà không niêm phong thùng dầu bên đây cũng có nha, đó, dây điện có rõ ràng nè, thấy chưa, đó, dây điện từ dưới lên nè. Kính này là kính trinh riêng theo xe á. Đó, phải nhắc nhở người ta niêm phong thùng dầu mới đổ 7 triệu mấy nè. Đó, chưa niêm phong nè, thùng dầu này thì cực kỳ to, hơn 500 lít mà mới đổ dầu xuống giá ngay bữa 29 hả, là thử đổ chạy qua được chuyến chứ hôm nay mới tới đây chứ cũng chưa có nhiều, chắc chắn là thùng dầu này còn nhiều. Nhưng không thấy bẩn luôn. Bảy ngày là chắc chắn là củi này sẽ mất cân mất ký rồi, sẽ xuống ký rồi. Nhưng mà quan trọng cái là nghe nói đâu công ty nhập sẽ nghỉ 15 ngày, chiều nay tranh thủ xuống đổ nè. Đó, nhưng mà vô mà 7 ngày sau lấy xe ra công ty không nhập được là xe củi này là đem biếu công an hướng quản luôn, tuôn xuống ngay công an hướng quản luôn nếu không nhập được, đem về tuôn ngay công an hướng quản. Đây là dọc xe trước nè, xe nào cũng ốc ếch không à. Đó. Không có bạc, không có bùn hết, mình còn có bạc nè. Xe gửi không à. Xuống là cái câu đầu tiên là hỏi là xe ai. Xe ai rồi biết xe ai nữa. Không có thức thanh lý, công an thanh lý cho tao, mấy người tao thanh lý mày giờ họ niêm phong niêm đồ là mình đâu có quyền đụng tới nữa.
xin hỏi đây nó yêu cầu không được tụ tập quá hai người, mà chiều giờ thấy quá trời công an luôn. Nay bắt xe mà trứng ấp lên làm trứng. Cộng đồng mạng hồi đó giờ thấy có cái vụ mà về giao thông mà cảnh sát giao thông bắt xe trên đường DT mà phải kêu ấp lên làm trứng không? Bắt ông ấp lên đứng chờ ký lung tung. Không biết ông ấp lên không biết mẹ gì không, kêu ký là không ký. Đúng là Việt Nam có nhiều trò thiệt, không thể hiểu được. Đúng rồi, hàng hóa này không hình nữa. Rồi ok. Rồi rồi, cảm ơn nha. Rồi, rồi xong hết rồi ha. Chụp rồi để chụp cái biên bản niêm phong lại cái tất cả để chụp biên bản niêm phong lại xong là kết thúc luôn là mình cũng về luôn đó nha quý vị.